cả. Cho tớ mượn khẩu súng rồi tớ bảo vệ quân kỳ. Cảm ơn nha. Chào mọi người. Chúng em là khối nữ yêu thích miền Nam. Khi mà đặt chân tới Điện Biên thì rất là vui khi mà nhận được tình cảm rất nhiều từ người dân. Và người dân đã tiếp cho tụi em rất là nhiều động lực ạ. Thì em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà được góp mặt trong cái lễ kỷ niệm. Xinh quá. Hai, những cô ba chiến sĩ với chiếc khăn rằn và đóng tay kèo, bám sớm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước, làm nên một lẽ viên chấn động địa cầu. Nữ du kích miền Nam với tuyệt ống ái quốc sắc đá, sục sôi ý chí, giặc đất nhà, đàn bà cũng đánh. Miền Nam với tuyệt ống ái quốc sắc đá, sục sôi 1975, ống nhất đất nước, quả ống ước của Bắc Hồ Việt Nam. Bắc Nam sức hợp, phương nào vui hơn. Nhiệt liệt chào mừng các khối công an nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Tiếp theo là tổ cờ truyền thống của lực lượng rèn luyện, được nhân dân tin yêu giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân mưu trí sáng tạo. Toàn chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng an ninh nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ, chiến đấu anh dũng hy sinh thầm lặng lập nhiều chiến đấu lập nhiều chiến công. Đoàn này người ta sẽ bên trái này.